thưa quý vị anh hoàng khánh trên trang facebook cá nhân của mình có bài viết giải thích vì sao việt nam thua kiện chất độc màu da cam trước tòa án quốc tế anh trình bày như sau đến ngày hôm nay chắc nhiều em học sinh vẫn nghĩ rằng nguyên nhân gây nên quái thai dị dạng là do chất độc màu da cam của mỹ đã rải xuống việt nam như vậy có đúng không à tất nhiên là không rồi đó chỉ là loại thuốc khai hoang làm rụng lá cây ở những cánh rừng rậm rạp và lượng độc chỉ đủ làm rụng lá chứ không có làm chết cây vài năm sau những cánh rừng đó lại phát triển trở lại mục đích là không cho lính việt cộng có nơi ẩn nấp nếu gây nên quái thai thì việt nam đâu có thua kiện trước tòa án quốc tế bước vào tòa án quốc tế chúng ta có những nhân vật trí thức hàng đầu việt nam như là giáo sư tiến sĩ phan thị phi phi đại học y hà nội giáo sư bác sĩ dương quỳnh hoa thứ trưởng bộ y tế giáo sư bác sĩ nguyễn thị ngọc phượng là giám đốc của bệnh viện từ dũ rồi có một số tướng tá luật sư và những người mẹ có những đứa con bị quái thai đến làm nhân chứng sống nguyên một phái đoàn tai to mặt lớn của đảng ta tập hợp lại để đi đánh trận chiến này. Bên bị kiện là tập đoàn công ty sản xuất chất độc màu da cam. Và họ đã thuê một ông luật sư người Mỹ gốc Việt để làm luật sư biện hộ cho họ. Mức bồi thường của đảng ta đưa ra là 2 tỷ đô la. Khi phiên tòa được mở ra thì đảng ta đã nhận bàn thua thứ nhất. Đó là khi luật sư biện hộ hỏi rằng chất độc màu da cam có màu gì cả phái đoàn của ta ai cũng ngơ ngác và không muốn trả lời. Đến khi thẩm phán ra hiệu lệnh bắt buộc phải trả lời cái câu hỏi của bên biện, thì lúc đó giáo sư bác sĩ Dương Quỳnh Hoa mới đứng dậy trả lời. Chất độc màu da cam thì tất nhiên là màu cam rồi, luật sư hỏi câu này không thấy thừa hả? Luật sư biện hộ hỏi tiếp, tại sao bà biết nó là màu cam? Thì bà Dương Quỳnh Hoa trả lời, lúc còn ở chiến khu, chính mắt tôi nhìn thấy máy bay của mỹ rải một chất bột màu cam làm đỏ chóe cả một vùng trời ông luật sư bật cười và nói chất độc màu da cam là màu trắng chứ không phải là màu cam ông gọi những chuyên gia về hóa chất lên tòa để chứng minh và trình bày cách sử dụng đúng là chất độc màu da cam là màu trắng dạng bột và phải hòa vào với nước xịt lên cây thì mới có tác dụng Điều đó chứng minh những lời của bà Dương Quỳnh Hoa là những lời nói dối. Trong khi đó, trước khi lên tòa làm chứng, bà ấy đã đặt tay vào cuốn luật pháp tuyên thề là sẽ không nói dối. Nhưng câu trả lời đó đã tố cáo bà ta rồi. Những người dân như chúng ta không biết chất độc màu da cam là màu gì, thì đó là chuyện bình thường. Còn đằng này là một giáo sư đi kiện người ta mà còn không biết thì đúng là giáo sư ngu dốt. Theo quy định của Mỹ, Chất độc để trong những thùng chứa được xếp theo màu. Chất cực độc thì màu đỏ, thấp hơn thì màu cam, rồi đến màu vàng. Do tuyên truyền quá hay nên hầu hết cứ tưởng chất độc màu da cam là có màu cam. Bằng thu thứ hai là khi luật sư bên biện hỏi những người mẹ bị nhiễm dioxin đến đây làm nhân chứng tại sao toàn là người miền Bắc mà chẳng thấy ai là người miền Nam đảng ta lại được một phen đứng hình vì chất độc được rải ở miền Nam chứ đâu có phải rải ở miền Bắc. Điều đó chứng tỏ họ đã vi phạm hiệp định Geneva vì đã xâm nhập biên giới bất hợp pháp vào một vùng chiến sự của công ước quốc tế. Có nghĩa rằng những người này là nhân chứng gian được đảng sắp xếp để mang đến đây. Bằng thua thứ ba là khi luật sư bên biện hỏi tổ chức y tế thế giới đất nước nào có số lượng quái thai nhiều nhất thì được biết rằng đó là những nước ở châu Phi, số lượng quái thai ở những quốc gia đó gấp cả chục lần Việt Nam và những quốc gia đó không hề bị nhiễm dioxin, điều đó chứng minh rằng chất độc màu da cam không hề gây quái thai. Bị quái thai hay không, nguyên nhân chính là do phụ nữ khi mang thai không cung cấp đủ dinh dưỡng cho thai nhi và ăn những thức ăn quá hạn quá đắt hoặc là những thức ăn có độc tố lúc đó ở miền bắc rất là nghèo đói toàn phải ăn sắn ăn mì ăn bo bo ăn những cái thứ lương khô có chất bảo quản của trung quốc và liên xô viện trợ sĩ quan còn được ăn lương khô có hạn sử dụng còn lính quèn thì đa số bị ăn lương khô không có hạn sử dụng vì vậy người dân miền nam có ai bị quái thai đâu mà những cái ca quái thai toàn là người dân miền bắc thật đáng tội và Bàn thua thứ tư là khi luật sư bên biển đưa ra danh sách cả trăm quốc gia trên thế giới sử dụng dioxin nhưng không có một quốc gia nào nói rằng chất dioxin gây nên quái thai. Thậm chí năm 1976 ở Ý bị nhiễm dioxin gấp trăm lần Việt Nam nhưng tuyệt nhiên không có một trường hợp nào bị quái thai cả. Chỉ có Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới tuyên bố dioxin gây nên quái thai. Bàn thua thứ năm là nếu bạn bị đâm thì bạn kiện cái thằng đâm hay bạn kiện cái thằng bán dao? Sao không kiện chính phủ Mỹ mà lại đi kiện cái công ty sản xuất chất độc màu da cam, đúng không? Nhưng mà làm gì dám kiện chính phủ Mỹ, vì lúc đó, Mỹ là đồng minh của miền Nam. Tôi rải chất độc ở nhà tôi, chứ đâu có rải ở nhà anh. Nhà tôi không có ai bị mắc bệnh, mà nhà anh bị mắc bệnh. Thế mới ngược đời. Phiên tòa diễn ra 5 ngày, nhưng đến ngày thứ ba, thì đảng ta cảm thấy khó mà thắng được vụ kiện này nên đã đàm phán với công ty sản xuất chất độc màu da cam rằng chúng tôi sẽ giảm số tiền bồi thường từ 2 tỷ đô la xuống còn 200 triệu đô la, nếu các ông đồng ý bồi thường thì chúng tôi sẽ rút đơn kiện kết thúc tại đây và sau này cũng không còn kiện cáo gì nữa. Thực ra từ đầu đảng ta cũng biết rất khó để thắng vụ kiện này, nhưng vì thấy người Mỹ quá nhân đạo Họ tài trợ cho những tổ chức quốc tế quá nhiều, đất nước nào nghèo nàn lạc hậu đều được Mỹ hỗ trợ. Vậy nên đảng ta muốn kiếm một khúc để mang về chia chác với nhau. Một tập đoàn hơn 30 công ty sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất hạt giống cây trồng thì 200 triệu đô la đối với họ cũng không phải là số tiền lớn nên họ đã đồng ý bồi thường để chấm dứt vụ kiện. Nhưng ông luật sư người gốc Việt nhất quyết không đồng ý. Ông nói rằng Lúc mà quý vị tìm đến tôi để cãi vụ kiện này đó, từ đầu tôi đã nói với quý vị là tôi sẽ không để cho quý vị tốn một đồng nào từ vụ kiện này. Nếu mà tôi thua kiện, tôi sẽ xé cái bằng luật sư của tôi trước tòa và không bao giờ bước lên tòa nữa. Cuối cùng thì công ty này cũng chấp nhận yêu cầu của ông luật sư tiếp tục vụ kiện. Thật là xui cho cái đảng ta gặp đúng cái ông luật sư của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một người sống lưu vong để chạy trốn cái chế độ Cộng sản phiên tòa ngày cuối cùng mở ra đảng ta đã dùng cái chiêu khổ nhục kế mang mấy chục cái hũ đựng những đứa trẻ sơ sinh dị dạng lên trước tòa để đánh vào lương tâm con người luật sư đảng ta mới nói với bồi thẩm đoàn rằng cho tôi hỏi những vị bồi thẩm đoàn ở đây có vị nào có con không? Nếu chẳng may quý vị sinh ra một đứa con giống như những đứa trẻ ở trong những cái hũ này thì quý vị có đau lòng hay không? Những người mẹ của những đứa bé này họ xứng đáng được bồi thường những tổn thất vì chiến tranh gây ra, vân vân. Sau khi luật sư của đảng ta nói xong thì những vị bồi thẩm đoàn ai cũng rơi nước mắt vì họ nhìn thấy những em bé quá thương tâm. Đứa thì không có mắt, đứa thì không có mũi, đứa thì không có miệng, đứa thì cụt tay cụt chân, Trước khi phiên tòa kết thúc, ông luận sư bên biện mới đứng dậy phát biểu. Cho tôi hỏi những vị bồi thẩm đoàn ở đây có vị nào có con không? Nếu chẳng may quý vị sinh ra một đứa con giống như những đứa bé ở trong những cái hũ này, thì quý vị có đồng ý cho phép một nhóm người nào đó hoặc một tổ chức nào đó đem thi hài con của quý vị đến đây để làm điều kiện trao đổi mang về cho quý vị một số tiền hay không? Quý vị trả lời đi. Những đứa bé này, chúng có quyền được chôn cất, chúng có quyền được yên nghỉ, chúng có quyền được về với thiên đàng, chứ không phải để mang đến đây là một cuộc giao dịch. Tôi chỉ muốn nói một điều, quý vị hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra phán xét cuối cùng. Sau khi phát biểu xong, ông luật sư bên biện ngồi xuống, thì tất cả những vị bồi thẩm đoàn họ đứng dậy và vỗ tay. Hai tiếng đồng hồ sau, khi bồi thẩm đoàn họp lại để đưa ra kết quả, và cuối cùng, thẩm phán tuyên bố công ty sản xuất chất độc màu da cam thắng kiện. Phái đoàn của đảng ta lủi thủi đi về Tây Trắng, ra khỏi tòa án cũng không thèm mang những cái hũ quái thai kia về. Khi ra đến cổng, cảnh sát phải chạy theo, kêu, ê, 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 quay lại, quay lại, lấy hết những cái hũ kia về đi, ở đây không có ai nhận đâu. Đúng là xấu hổ, không còn gì để nói. Sau khi phiên tòa kết thúc, bên công ty sản xuất chất độc màu da cam muốn đưa tiền công cho luật sư biện hộ nhưng ông ấy không nhận ông ấy nói rằng từ đầu tôi đã nói với quý vị rồi tôi sẽ không để quý vị phải mất phải tốn một đồng nào trong cái vụ kiện này vì vậy tôi cũng sẽ không lấy một đồng nào của quý vị cả với một vụ kiện lớn như vậy mà ông ấy có thể nhận nửa triệu đô la của công ty sản xuất chất độc màu da cam đó đó chứ nhưng mà ông ấy đã không lấy một đồng nào cả chắc đối với ông ấy thắng một vụ kiện như vậy cũng là niềm vui để đời rồi